Xin chào các bạn, mình tên là Phan Anh. Có thể các bạn sẽ thấy rất là sốc khi mà trước mặt không phải là khuôn mặt yêu kiều của bạn Ánh. Nhưng mà không sao, bởi vì mình là chồng của bạn Ánh. Mình sinh ra ở Việt Nam, sau đó thì sang bên Mỹ học một năm cuối của lớp 12. Và sau đấy là 4 năm đại học ở bên Iowa State University. Và sau đấy thì là cao học ở Carnegie Mellon University. Thì trong lúc đấy thì mình đã đi làm và tiếp xúc rất là nhiều, rất nhiều người Mỹ ở đây. Và mình muốn chia sẻ với cả các bạn qua cái series này, chia sẻ về cách tiếp xúc, cách nói chuyện với cả một người bản địa một cách rất là bình thường, và để cho người ta cảm thấy là mình sống ở đây lâu năm rồi, chứ không phải là một đứa con trẻ chỉ biết nhìn sách giáo khoa và đọc những cái mẫu hello how are you, I'm fine thank you and you rất là quen thuộc như ở Việt Nam. Thì mình sẽ upload cái series này thứ tư hàng tuần, tối thứ tư ở Mỹ, tức là thứ năm ở Việt Nam. Đấy, thì là bắt đầu. Đây là video bắt đầu. Thì mỗi cái video như này thì mình sẽ có một cái theme. Bởi vì những cái phrase, những cái idiom của người Mỹ có rất là nhiều theme khác nhau. Ví dụ như là theme lần này thì sẽ là về baseball, bóng chày. Đầu tiên là một câu hit or miss. Hit là đánh trúng và miss là đánh trượt, rất là dễ dàng. Các bạn có thể tự nhận ra, tự ngẫm ra cái ý nghĩa của câu đấy. Nhưng mà dùng như thế nào? Ý nghĩa của câu này như thế nào? Ý nghĩa của câu này có nghĩa là có thể một cái album mới ra của một ca sĩ rất là nổi tiếng, ví dụ như là Britney Spears, thì có thể có người rất là thích, nhưng mà một số người khác thì không thích cho lắm. Có thể là 50-50, có người số người thích, số người thích, số người không thích. Không phải là đánh đổ tất cả những người xem, những người nghe. Đấy thì gọi là hit or miss, tức là một số người thích và một số người không thích. Đấy. Đặt câu như sau: Hi Amy, have you listened to that Britney Spears album, that new Britney Spears album that was out lately? I don't remember the name. No, well, but I do think that is hit or miss for most people. So something is hit or miss, right? Something is hit or miss when certain people like it and certain people do not. That's just a fact of life. Something, most everything in life is hit or miss. But yeah. Câu tiếp theo thì là take a rain check. Take a rain check nghĩa là sao? Bóng chày ở Mỹ là môn thể thao ngoài trời. Thể thao ngoài trời thì chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng của thời tiết, mưa, tuyết, bão. Thì mỗi lần như thế thì người ta phải kiểm tra xem là có trời có mưa không. Nếu mà mưa thì là hoãn hoãn cái buổi tập bóng chày hoặc là buổi thi đấu bóng chày đấy, và nó chuyển sang một hôm sau. Thì take a rain check có nghĩa là như vậy. Đặt câu như sau: Do you want to go to dinner with me on Saturday? I might have to take a rain check on that day because I have an appointment, a prior appointment with my doctor. Sorry, dude. That's okay. We'll go on a we'll go next week, maybe. I might have to take a rain check that day as well. Sorry, dude. Đấy là take a rain check, tức là hoãn một buổi hôm nay và rời đến một buổi hôm sau. Cụm từ tiếp theo mà mình muốn nói với các bạn đó là từ cụm từ touch base. To touch base with someone thì cụm này có nghĩa là ngồi và nói chuyện một lúc về một vấn đề gì đấy, nhưng mà là để thường là để bắt đầu đề cập đến một cái vấn đề gì đấy trong công việc. Ví dụ như là Hi, hey Tom, are you free this afternoon? Yeah, what's up? Oh, I'd like to touch base with you on this report that is coming for, well, the next annual report that we're doing for the company. Yeah, that's fine. I'll be here at 4 tomorrow. Đấy, ví dụ như vậy. To touch base with somebody. Có một cái rất là quan trọng là nhiều người dùng thỉnh thoảng mình nhìn thấy có người dùng
dùng cụm từ này, nhưng mà người ta nói là touch bases, tức là số nhiều, plural của từ base. Nhưng mà không đúng, grammar không đúng, bởi vì không có touch bases mà chỉ có touch base thôi, to touch base chứ không phải là to touch bases. Đấy, nói như vậy. Cụm từ tiếp theo mà mình muốn nói đến là cụm từ to, oh, you knock it out of the park. To knock it out of the park. Or to knock something out of the park. Out of the park. Thì cụm từ này bắt đầu là chỉ home run đấy, tức là khi mà một người đánh bóng chạy bắn bay quả bóng ra khỏi sân đấu thì thường người ta cái đấy gọi là home run. Gì nhỉ? Cái câu này được dùng khi để khen người khác khi mà làm người ta làm một cái gì đấy rất là đúng, rất là chuẩn chỉnh, rất là hoàn hảo. Đấy. You really knocked it out of the park, Sarah, with your new project that last week. Oh, thanks. Glad to hear it. Đấy, đã là như vậy. Hoặc là oh, you really knocked that painting out of the park. I'm really touched by it. Đó là như vậy. Chắc phần lớn là đúng rồi, 100% là người ta dùng là để khen. Và cụm từ cuối mình muốn chia sẻ với các bạn đấy là cụm từ on the ball. Somebody is really on the ball, or someone's on the ball with something. Thì cụm từ này dùng để khen một người, dùng để khen một người nào đấy khi mà người ta cảm thấy là à, bạn này rất là nắm chắc cái project này, hoặc là bạn quản lý việc này rất là tốt. Đấy. Thì là đặt câu như sau. Sam, what do you think of Howard's performance on this project? I think he's really on the ball. Overall, I think he has a really good grasp on the concepts, and I think we are going to get a good result out of it. Right? On the ball. Someone's really on the ball. Yeah, that's it. Đấy là một số cái cụm từ mà mình thấy rất là người ta dùng rất là nhiều ở Mỹ, đặc biệt là trong công sở, và hoặc là dùng trong một bối cảnh nào đấy mà dùng trong một cái team project thì thấy rất là nhiều. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu mà các bạn thích thì mình có thể nói tiếng Anh hoàn toàn 100% một cái video. Bởi vì mình thấy là qua 8 năm ở đây thì là tiếng Anh mình đi lên rất là nhiều, nhưng mà tiếng Việt lại đi xuống. Thì cũng chuyện này cũng khá là bình thường, bởi vì mình không nói chuyện nhiều lắm. Mình nói chuyện nhiều với các bạn Mỹ hơn là các bạn Việt Nam ở đây, bởi vì đây là nước Mỹ. Đấy, mình nói tiếng Anh nhiều hơn. Yeah, nếu mà các bạn muốn thì mình có thể nói tiếng Anh, và mình cảm thấy tự tin hơn khi mà mình nói tiếng Anh. Hoặc là làm thế này cũng được, làm half half cũng được, không sao. Đấy, thì yeah, that's it. Leave a comment, like and subscribe. Thanks.